Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Lần đầu tiên buổi tối ngày 14 tháng 6, Phạm Thức Audio xin phép được cảm ơn quý vị các bạn anh em đã xem và ủng hộ kênh của bên em. Và trong ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu tiếp đến anh em một cặp loa Bose. Và cái giá của nó thì rất chi là yêu thương. Nói thẳng với anh em luôn, đây là cặp loa BMB, đây là một cặp loa Bose 301 series 5. Giá công khai luôn cho anh em ngay từ đầu video 5 triệu 6. Không bao gồm cước phí. 5 triệu 6 anh em có ngay một cặp 301 series 5. Phiên bản. Đây. Đâu, sản xuất ở đâu nào? USA. Đó. Và đây là độ đẹp của sản phẩm này, các bác nhìn này. Đó, căng, nét căng luôn. Số series của nó là 0262AP. BP. Vậy là trùng series anh em nhé. Không gì phải lăn tăn nữa rồi nhé. Đằng sau này của nó có một cái tép này. Đây, một chiếc lép này. Và trên này chiếc ride này. Đấy. Thành đôi thành cặp. Quay như này là rất chi tiết rồi đúng không anh em? Chắc không cần phải em gửi ảnh nữa đâu đúng không? Số series thì báo rồi. Đó. Tháo căng ra này. Hai cái căng không hề một vết xước gì luôn. Tem đây. Vẫn còn sáng chóe. Và đây là hai cái loa bass. Khi mở ra thì chúng ta nhìn cái gân này là chúng ta biết luôn. Như em thì nhìn phát em biết luôn đây là gân zin. Đấy, đường keo zin nó vẫn còn nguyên này. Mũi của nó mũi vải tròn vo luôn, không bị nhăn nhúm gì cả. Và đằng trước này có thêm hai quả tép nữa. Và bây giờ mở rút gan ra xem. Đây, đây là 8 con ốc của nó này. Còn rất đẹp và mới nhá. Sau khi tháo ra thì chúng ta muốn nhấc cái loa bass này ra thì không có gì phức tạp. Hơi xoay nghiêng nó ra phát là nó ra như này. Đây, và sau khi là tháo tung ra hai cái củ bass của nó này. In Mexico. Đây, đây cũng in Mexico. Và các cái dây buộc của nó. Tất cả các dòng loa Bose sau khi mà nó lắp đặt vào xong thì đều thít lại như này, nên chúng ta khi mà nhấc loa lên nó sẽ rất khó nhấc. Chính vì thế mà muốn nhấc được nó ra để hẳn nhai thì chúng ta phải tháo cái đường cong này ra. Đây, đây là cái bóng đèn này. Bóng đèn chống cháy của nó tép này. Đây là tụ này. À, đây là con tụ tép này. Đấy. Đây. Khi soi vào trong đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái loa tép ở đằng sau này. Đó, và đây loa tép ở đằng trước nữa đây. Còn đây, đây là bên trong thùng loa của nó có một cái tem này. 301 series 5 phiên bản màu bạc màu đen. Và cái số series của nó đây 0262BP. Đấy, đấy là trùng với bên ngoài rồi đúng không? Nói chung của loa này thì về cái ruột gan bên trong thì cũng khá đẹp. Nhìn tổng thể thì là zin. Đấy. Với một con mắt thợ thì nhìn như này thì anh em đã biết rồi đúng không ạ? Đấy, bông đây này. Và cái dây này nó có một cái gọi là cái dạng xốp, mút xốp nó bọc theo để cách âm khi âm thanh nó dội vào cái dây điện này. Thì đến theo thời gian thì cái dây này nó đã cái bông đấy, cái mút đấy nó đã bị lão hóa theo thời gian và tạo thành những cái mùn bẩn như này, bám lung tung trong loa.
Rồi, cặp loa này thì chạy hoạt động bình thường, nghe nhạc và hát karaoke nhỏ nhẹ, đáp ứng tốt nhu cầu của anh em. Và cái giá của nó thì rất yêu thương, 5 triệu 6 anh em nhé. Mọi thông tin anh em liên hệ qua số điện thoại 0972 192 087. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Có đặt cọc thì sẽ có COD, không đặt cọc thì chắc chắn em sẽ không ship COD rồi. Cảm ơn anh em một lần nữa.